Dạ Phòng 61 xin chào cô chú anh chị ha. Dạ hôm nay thì Phòng 61 mời cô chú anh chị mình đến một cái mộ này rất là độc lạ nha mà con cô chú mình ha. Dạ mời cô chú mình theo chân Phòng 61. Cái mộ này có nghĩa là nó khác lạ với tất cả các mộ khác nha mà con chú. Giờ không biết nó khác lạ như thế nào. Dạ thì Phòng 61 mời mà con cô chú mình theo chân Phòng 61 ha. Để coi cây lan á, cái đường này nè cô chú ha. Dạ Phòng 61 mà hôm qua cũng có đi đến đó rồi mà ghi hình không có được vì ánh nắng nó dội quá á, thì hứa sẽ bữa nay là mình đến mình để mình ghi hình thấy bà cô chú ha, gửi lên cho bà con cô chú xem đó. Thì trước này có một cái đám tang hay bà cô chú ha, đó xa xa đó đó còn đám tang, nhưng mà giờ mình phải quẹo bên phải bên trái thôi ha bà cô chú ha. Đó bên trái thôi, thì cái mộ Phòng 61 qua đường bên trái chỗ này nè. Dạ mình mong là chạy trúng đường cho chạy lạc đường lẽ cái là thôi luôn ha. Hình như đằng kia kìa, rồi sắp tới nhờ cô chú á. Cái mộ là có tổng cộng là 8 ông lân, quốc kỳ lân ha, cho bà cô chú á. Đó trước mặt mình đây đó, tới 8 là bốn cặp nha bà con chú ha, bốn cặp kỳ lân. Giờ hôm nay thời tiết thì cũng bây giờ là cũng khá là mát mẻ nên mình đến mình ghi hình thì cũng sẽ dễ coi hơn, dễ xem hơn cô chú ha. Dạ đây hai bờ Phòng 61 sẽ ghi từ đây vô trong trước rồi bắt đầu từ trong ghi ra ha con chú ha. Một khá là độc lạ không, cái này là độc lạ không? Ở Bình Dương Hoa Viên này nha bà con chú ha. Chú này cụ này có hương linh có cái tên là Võ Văn Trấu ha, hoa quân sinh 1958, quả giảng 2021 và năm Tân Mão ha, hưởng thọ 75 tuổi. Và tất cả đều là nền đen nhưng mà hoa khắc hoa văn màu vàng ha bà con chú. Tất cả những cái cột những cái đây mấy cột đứng đây là đều có hình vẽ hoa văn và có để câu hơ nha bà con chú ha. Dạ tất cả đều có hết nha, không phải là không có đâu, trụ nào cũng có hết. Ví dụ cái trụ này thì tre hành tre, còn cái trụ này thì chú công chú hạt gì đó ha, và có bè hơ nè ha. Vạn cỏ tình thân ăn cốt nhục đó, hiên hưu nghĩa trọng đức sinh thành bà con chú ha. Nó đây nè, một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ. Dạ nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương. Dạ đã đây ha bà con chú ha. Tất cả đều có ha, đây là hàng hơn nhất nha bà con chú. Đây ông lần đây ha, dài trọng. Đây là hàng thứ hai, Phòng 61 không có tiện đọc hết ha, mà mong bà con cô chú thông cảm ha. Đó rồi quá trời quá đất luôn đó, mong bà con cô chú hay có gì đứng phim lại bà con cô chú đọc giùm ha. Dạ rồi đây chưa kể dưới đây nữa ha, dưới cái nền này cũng có nha bà con chú ha. Hoa văn rất là tuyệt vời, cái màu vàng với cái màu đen thì nó ẩn lên ha, rất là đẹp ha. Đây là hàng thứ ba. Dạ đó hàng thứ ba ha. Chuyện tao phùng biền biệt cõi thiên thu. Cha lắm vợ đầy xa cách mãi mãi. Ồ quá trời đất trời ơi, cảnh tượng đây là khá là, đây là hàng thứ thứ ba nha con cô chú. Đây là hàng thứ tư. Hàng thứ tư thì không có lân. Ủa ngộ ha, hàng thứ tư hơi khác xíu. Dạ cái hàng thứ năm mới có lân, là hàng trong ngộ này nha con. Chưa thôi để Phòng 61 ghi những cái câu khơ này cho bà con cô chú mình có gì đứng khúc phim lại bà con cô chú mình đọc ha. Rồi ơi trăm năm tình vẫn còn vương, làm sao đền đáp công ơn sinh thành. Dạ đó công ơn sinh thành, nói chung là ơn cha gì đó đâu đời con gì đó bà con chú ha. Coi ha. Dạ đây này họ có chú cởi trâu ha cho con chú ha. Rồi quá là đẹp luôn ha. Dạ rồi hơ văn nè, đây đây nữa nè, vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Wow cái này là của bên Phật giáo nha con ha. Nam mô đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, cái này là câu của Phật giáo ha con nha. Sáng lan thời ngã bóng chiều, cảm thân phù hế ít nhiều ngẩn ngơ
tên đề diệt mộng vẫn vơ xây đua danh lợi mây mờ sắc hình. Dạ wow, trời kiếp người nào có bao lâu nắng mưa, khôi cũng vậy giàu cỏ hoang. Dạ thì đó bà con cô chú mình coi nghiên cứu cho phòng trong tất cả đều có hơ hết nha bà con cô chú ha. Tụ nào cũng có ha. Đây là ông Lân này là to đùng nhất nha bà con chú ha. Dạ với ông Lân đây nhà to ha bà con chú ha. Dạ cái mộ của ông mình nói chung là tất cả. Dạ xin phép Nam Mô Di Phật. Thì cụ này cũng biết Phật pháp thì cũng dễ ha. Con xin ấp ủ trọn đời tình cha. Dạ trọn đời tình cha ha. Con kia là gì hình bóng cha hiền giữa trái ha, trái tim hay gì đó, đúng rồi giữa trái tim. Dạ tất cả đều khắc hoa văn hết nha bà con chú ha. Cái hộp này cũng có cái ha bị tre tưởng tượng như tre nha bà con chú ha. Dạ thì đứng trong đây ngó ra thì thấy nó hình như cũng không đẹp, nhưng mà đứng ngoài ngó vô thấy khá là đẹp nha bà con cô chú ha. Dạ khá là đẹp. Để phần số 1 quay từ ngoài bây giờ cho cô chú cái màu đen rồi ẩn lên cái màu vàng á bà con cô chú nè. Đó ồ khá là đẹp nha bà con chú ha. Ôi ôi tuyệt là đẹp hả à, cô chú không hơ văn miên man luôn. Dạ cái hũ hũ nè, đây là cái hũ cho bà con chú ha. Không biết đựng gì ha. Dạ mình cũng không có đây nè, có cái này để bị hở nữa ha, chắc không có đựng gì đâu ha. Dạ mình đây rồi, mình cũng không có nên dở ra làm gì hết. À, cái cốp người hết hồng. Và tất cả cái hũ ở đây cũng có vẽ hoa văn hết nha bà con chú ha. Dạ, hoa văn rất là tuyệt đẹp. Wow. Có cái mộ ông Độc Lạ Bình Dương nha bà con chú ha. Dạ. Ông có tên là Võ Văn Cấu không? Dạ ông họ 85 tuổi nha bà con chú ha. Đây là cái mộ phòng số 1 phải là khá là độc lạ nhất ha. Dạ. Ôi ôi quá là đẹp luôn. Ôi ôi phùng ngộ đúng là có một phần hai à, đi hẳn vào cho con của chú nhìn lại chứ là à, à. Ôi, ôi. Dạ thì phòng số 1 nghĩ thì cái gia đình này cũng biết Phật pháp cho con của chú ha. Dạ cũng không có biết Phật pháp là rất là may mắn. Dạ dạ quá tuyệt vời ha. Rồi thì ghi như đây đây được hai bà con chú ha. Thì đây là ở nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương hai bà con chú ha. Và dạ, đến đây thì phần số 1 cũng xin kết thúc clip hai bà con chú ha. Thì cuối clip thì phần số 1 nguyện cho cái hương linh của ông Võ Văn Cấu quân sinh 1938 quá giảng 2021 hưởng thọ 75 tuổi lai đã phật tịnh pháp kinh giác ngộ tu hành sư thanh độ Nam Mô Di Đà Phật ha. Và cô Lý cũng chúng xin chúc cho tất cả bà con cô chú mình trước hết là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công trong mọi công việc. Nhớ ủng hộ đăng ký kênh Phật số 1. Con rất chân thành cảm ơn cô chú chị rất nhiều nha. Nhớ đăng ký và ủng hộ. Và máy bay xin chào cô chú ha, xin hẹn lại clip sau nha. Bye bye, xin chào.